nay là sau đúng một tuần giãn cách Hà Nội, giãn cách do dịch bệnh nên là Bonsai Hà Nội hôm nay chia sẻ với cả nhà Facebook một tác phẩm đại thụ chất liệu xanh quê Tích Giang, một chất liệu rất quý, đủ mọi yếu tố để tạo tác một cây bonsai xà đẹp. Từ chất liệu màu da và tay cành lá đều đạt rất là nhiều yếu tố đẹp. Cây này là được Bonsai Hà Nội thực hiện với phương pháp cắt giật công phu từ phôi già cách đây gần 30 năm về trước, làm trên chậu và phôi cũ cũng là phôi già út chậu. Từ số 0 mà bao nhiêu năm đã hình thành. Đây là phương pháp cắt giật, là đây này, cắt từ chuyển thân chuyển cành này, rồi thứ đi lắt léo thứ cấp để tạo những cái khúc chiết, những cái đường đi tiếp theo rất là ngoại mục và tự nhiên. Tất cả đây này, kể cả đi như này nhưng mà hàng bao nhiêu nhát cắt đấy. Chứ nếu mà nó uốn nó tuột như này thì nó lại bình thường, nó không tạo được cái độ cổ lão, rất lâu mới cổ lão, nhưng mà phương pháp này là tạo ra cổ lão như một cái cây đại thụ cổ thụ ở ngoài đời, và cắt giật để làm sao để khóa được, không cho nó vênh nữa, nó chết luôn, đi đâu là đứng chết luôn tại vị trí đấy. Cứ hàng năm là nó nếu mà uốn là nó sẽ bành lên, như cái này nó khóa hết rồi. Đây đoạn này thì mình không cần thiết là phải lấy dăm ở đây, cành ở đây, mà mình sẽ đưa ra dài ra đây thì mình nối tàn tổng bóng ở ngoài này. Nhưng mà đoạn này bình thường là nếu mà cây uốn thì đi ra đây luôn, nhưng mà đây này rất là nhiều nhát cắt để nó đi đấy. Nhìn thực tế trên quay thì nó nhìn nó như này, nhưng mà nhìn thực tế là nó sần xuôi, nó chuyển lắt léo vô cùng. Còn nếu mà cây này mà cái phôi này mà Bonsai Hà Nội mà làm theo cái kiểu mà vuốt ra ấy, vuốt từ thân ra cành ra thì chỉ lâu nhất là 5 năm là sẽ xong một tác phẩm. Nhưng xong rồi mà nhìn lại cái tác phẩm cắt giật công phu như này thì lại phải suy nghĩ lại, lại phải trăn trở, rồi lại phải cắt đi làm lại, là rất mất thời gian. Thế nên là qua cái kinh nghiệm và nhiều năm đúc rút thực tế thì Bonsai Hà Nội tự tin khẳng định cái phương pháp cắt giật công phu để và nuôi có điều tiết là một phương pháp, cũng là một phương pháp tối ưu nhất với xanh và một số dòng khác. Đa số là như là giấy đều rất là phát huy tác dụng và tạo ra những cái tác phẩm rất là đẹp. Đây, bình thường nhé, nếu mà uốn thì từ thân đây tôi sẽ đi ra đây và đây rồi. Nhưng đây là cắt từ chuyển thân này, đây này, cành này, rất nhiều nhát cắt, đây này, chuyển này này, chuyển, đây nhá, ra đây để chuyển sang chi, sang tay, cành chi dăm là đều cắt lắt léo để chuyển hướng rất là cô đọng và tự nhiên, đấy, và khóa cho nó không bành, không vanh, đi đâu là ra được đến đấy luôn, luôn giữ form, giữ dáng, không bị phá thế. Thì càng ngày càng già và u cục nổi lên là cổ lão. Đây này, nó đi rất là gập ghềnh, uyển chuyển, khúc chiết, cô đọng, chứ nó không ươn cong như là cái nét uốn, tức là cắt giật nhưng mà vẫn có níu kéo, vẫn có luyến lấy để cho cây nó mềm mại, chứ không phải là cắt giật là cắt như là cái cắt đầu đinh ấy. Như cắt đầu đinh là cũng không phải. Đấy là cái phải níu, phải kéo, phải vít, phải lái để đi theo cái hướng mình chuyển, uyển chuyển ra để đi ra thứ cấp.
làm sao mà nói hài hòa tổng thể. Nhìn như này là không có một cái nào ở dưới là bị đè nhau này, tàn tự nhiên. Các bạn nhìn thì cứ tưởng dối nhưng mà cái này là chơi các mặt. Các mặt lên 2D thì nhìn nó, nhìn thực tế thì nó là không bao giờ dối, không cái nào trùng cái nào. Cái nào cũng nhìn thấy mặt trời, có cái nào cũng quang hợp. Nên là việc bỏ dăm là rất khó. Trừ chúng ta bỏ nó, không quan tâm đến nó, không chăm sóc thì cây nào cũng bỏ hết. Nhưng cây này là không bao giờ thấy bỏ, chưa một cái dăm nào bỏ. Đây là cái phần đặc biệt của cái cây xanh là da dày, chun sụn, nhăn nheo như một da voi và lại có hơi ánh bạc. Đấy, nó rất là đặc biệt. Đây này, phần rễ nó rất là đanh, già. Đây này, chun rụt, thậm chí còn về vẹt, méo mó ấy. Chỉ nếu mà nuôi mạnh quá, không có điều tiết mà nuôi là nó béo ra. Nó béo thì gần như là không bao giờ gần côn khô rồi, như là được đanh như là những cái chất liệu mình nuôi chưa ăn chay và có kiểm soát về chất, tinh chất. Đấy, tất cả đều được cắt giật công phu. Đây này, đi góc ngách, khúc chiết, uyển chuyển. Đấy, rất là hài hòa. Tất cả đều thành kết thành một tổng bóng, hướng tới là tất cả năm bonsai Hà Nội hướng tới các tác phẩm của mình là làm cắt giật công phu lâu năm, nuôi chậm, có điều tiết về chất, không nuôi thúc nuôi dục, không nuôi vội. Thì các cụ đã nói rồi, dục tốc thì bất đạt. Nếu chúng ta nuôi mạnh quá mà, thì khó mà được những cây cô đọng gân guốc, cụt xịt mà già nhanh. Mình đưa lên chậu, mình tạo tác, mình cắt giật để tạo ra những cái đường tự nhiên của cây ngoài đời. Rồi là chun rụt, đây này, rất là cô đọng, để tạo ra cái 5 tháng cộng thêm được cái, nhân lên được cái số tuổi thực tế và so với một cây ngoài đời. Ví dụ như cây ngoài trong chậu có thể nhân lên 10 lần cái tuổi, giống như một cây ngoài đời. Thì chúng ta lúc đó nó già rồi thì mới thể hiện được là một cây đại thụ, một cây cổ thụ. Nhìn là nó phải già luôn. Chứ nếu mà uốn nhiều quá, nhiều nhịp quá, nuôi béo quá thì phản tác dụng. Cây nó béo, nó u cục, nó da nó mỏng, rồi là nó không cô đọng, thì làm sao mà có cái độ cổ thụ được. Nên là năm cờ bonsai, bonsai Hà Nội chia sẻ cái thực tế 5 tháng, gần 40 năm tạo tác, trung thành với lối cắt giật công phu, để tự tin chia sẻ với cả nhà Facebook cái phương pháp này. Rất nhiều anh em cũng đã làm lâu rồi. Đấy, phương pháp cắt giật công phu này rất là phát huy tác dụng, nhiều cái ưu điểm để ra một cái tác phẩm để đời. Ta cũng không cần phải làm lại nữa. Cái này tôi làm gần 30 năm rồi mà bây giờ rất là thực tế luôn, chứ không phải là bây giờ mới làm được như này. Đây là cắt giật ngóc ngách cô rộng, cây ra một cây còn đại thụ ngoài đời. Đây là một dòng xanh tích giang, một dòng quý, nhiều nét, nhiều yếu tố, rất là quý, rất phù hợp làm bonsai và cây cảnh nghệ thuật. Hy vọng là mọi người sẽ được tiếp cận và biết đến cái dòng xanh tích giang. Từ cái chất da
cái chất lá, kích cỡ lá, cái nét đẹp của lá, nét đẹp tự nhiên, nét đẹp của da. Cái này nó vàng đồng và dao nó mốc trắng này. Đây này, da luôn vào, nhưng mà lại có ánh nhũ bạc, như một cái da con voi nó già rồi. Càng chơi càng thích, càng chơi càng giữ form, giữ dáng. Đây là về chỉ có thế này là bấm răm thôi. Và tưới nước lã, thỉnh thoảng cho một tinh chất, có điều tiết. Cây lúc nào nó cũng sẽ già, gần và tự nhiên. Phương pháp cắt giật công phu uyển chuyển như này thì nó rất hữu hiệu. Là một phương pháp rất là hiệu quả để anh em có thể thực hiện. Và bây giờ rất nhiều người đã theo cái phương pháp này từ trước đến nay, và càng ngày càng nhiều anh em bà con chúng ta thực hiện theo những cái phương pháp này. Nhưng mọi người nên làm kỹ, làm đến đâu chơi đến đấy, làm đâu được đến đấy, cô đọng và tự nhiên đến đấy, thì không bao giờ phải làm lại. Đời sau càng già càng quý, không bao giờ phải làm lại. Đó là một cây đại thụ tự nhiên rồi, thì càng già thì lại càng đẹp, càng giữ dáng giữ form. Không bao giờ cho nó vênh lên, nó cũng không vênh được rồi. Nó đã được khóa chết rồi. Ưu điểm của cái lối cắt giật công phu là như vậy. Nhưng mà cắt giật là cũng phải là không phải là cứ cắt rồi là phóng lên rồi lại cắt nuôi lại cắt, nhưng mà phải có điều tiết, phải có nắn, có tít, có nhả, có kéo, có co để tạo ra những tự nhiên, rồi bắt đầu mới lại cắt tiếp. Chúng ta cứ đi một hai nhịp một, thường là một nhịp một thì là rất là cô đọng. Đây này, giờ ngồi đấy đứng lên nó không gãy, do bành 5 tháng mới thả phá nó cũng không vanh lên, mà nó đã được cắt giật khóa rồi, lái khóa rồi, nên là giữ form giữ dáng, mà nó lại là chất xanh tích giang nữa thì không bao giờ bị phá. Giữ răm rất là tuyệt vời, lá rất đẹp, lá nhỏ như là một cánh diều và trái tim, như là một chậu này là hơi to, nhưng mà đây là bằng cách là ép gỗ form sẵn rồi, lúc nào tìm được chậu đẹp vừa lại. Chậu sẽ nhỏ hơn chút trên đây này, thì cây nó lại càng thụ. Đây lại bonsai Hà Nội đã lấy gỗ nẹp vào đây rồi, chặn lại rồi, chặn vào đây để cho nó dễ, nó ra thì nó sẽ ép dễ, ép chậu nó sẽ cồng và gần cây. Cái form chậu này là nó như là gần như là chữ nhật vuông ấy, nên là khó tìm chậu, anh phải dùng cái chậu này. Đúng ra cái cây này là chậu nó đến đây thì là cái cây nó sẽ nuốt cái chậu đi, lấn át cái chậu thì nó sẽ cổ thụ hơn. Cái chậu này nó hơi to tại vì là chưa tìm được. Anh em nào mà có cái chậu nào mà lọt lòng 55 và 70 thì giúp mình để thay cho cái tác phẩm này. Anh em nào có mà để cho mình giao lưu cho mình. Đây rồi là một cái chia sẻ thực tế, cái kinh nghiệm gần 40 năm tạo tác bonsai, cái cảnh nghệ thuật chia sẻ
anh em cùng đam mê. Nếu ai mà biết rồi thì bỏ qua, mà ai mà chưa mới tiếp cận thì cũng nên. Mình cũng có lẽ là khoe khoang, mà đây là chỉ là chia sẻ nhiệt tình với cái tấm lòng của mình, để muốn mọi người cùng làm được ra nhiều những cái tác phẩm đẹp cho đời, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Trân trọng cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một ngày nghỉ vui vẻ và bình an.